Chương trình Hòa nhịp phát triển với khung giờ quen thuộc 11 giờ 30 tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý cập nhật từ các địa phương trong tỉnh. Hôm nay 6 tháng 11, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Nguyễn Xuân Mộc, sốt xuất huyết có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà lớn Long Sơn gặp khó trong việc lưu truyền phong tục viết liễn. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh tàu đò, cano tại huyện Côn Đảo. Ghi nhận về hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6 của đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại thành phố Vũng Tàu sẽ mở đầu phần thông tin địa phương trưa nay. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. Tiếp xúc với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu phản ánh nhiều vấn đề trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, tình trạng ô nhiễm môi trường. Các cử tri kiến nghị tỉnh sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn, tình trạng ngập nước tại khu vực Bầu Trũng. Ngoài ra, cử tri phường Nguyễn An Ninh còn phản ánh nhiều dự án chậm triển khai trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu đã tổ chức thu gom và xử lý xong khoảng 60 tấn rác thải đại dương trôi dạt vào bãi biển từ bãi trước đến bãi dâu, trả lại bãi biển Vũng Tàu sạch đẹp. Đây là đợt tấn công lần thứ hai của rác đại dương vào thành phố Vũng Tàu trong năm 2019. Những năm gần đây, rác thải đại dương thường tấn công bãi biển Vũng Tàu vào thời điểm gió Tây Tây Nam cộng với triều cường hoạt động mạnh. Bình quân mỗi năm khoảng 2 đến 3 đợt, mỗi đợt từ 3 đến 4 ngày, thậm chí có đợt kéo dài cả tuần. Vào trung tuần tháng 10 vừa qua, biển Vũng Tàu đã phải hứng chịu hơn 400 tấn rác đại dương từ vùng cửa sông Cần Giờ, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây trôi dạt về. Những năm trước, rác thường tấn công biển Vũng Tàu vào hai thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 và cuối tháng 9 đầu tháng 10. Nhưng năm nay đã bước sang tháng 11, nhưng biển Vũng Tàu vẫn bị rác đại dương tấn công do Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh Nam Bộ đang trải qua một đợt triều cường, gió mạnh, mưa lớn và áp thấp nhiệt đới, làm rác từ các vùng cửa sông, cửa biển khác trôi dạt vào. Ở qua đêm tại thành phố Vũng Tàu là phải đến chợ đêm, tức chợ du lịch Vũng Tàu. Đây là lịch trình của hầu hết du khách. Đến chợ đêm, du khách có thể tham quan mua sắm các món quà lưu niệm mang đặc trưng miền biển, thưởng thức hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng. Theo ước tính của Ban Quản lý chợ du lịch Vũng Tàu, vào ngày cuối tuần, chợ du lịch Vũng Tàu đón khoảng 5.000 lượt khách. Vào ngày lễ, con số này có thể lên đến 10.000 lượt khách. Có gần 160 tiểu thương kinh doanh tại chợ du lịch Vũng Tàu, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng mỹ nghệ và dịch vụ ẩm thực. Trong đó nổi bật nhất là dịch vụ ăn uống. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo dấu ấn trong lòng du khách, thành phố Vũng Tàu đã chọn chợ du lịch Vũng Tàu để thực hiện mô hình phố ẩm thực an toàn với sự tham gia của 21 tiểu thương. Tham gia mô hình này, tiểu thương sẽ ký cam kết và chấp hành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản thực phẩm, chế biến thức ăn theo quy định của Bộ Y tế. Phòng Y tế thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hành các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở tham gia mô hình. Việc thực hiện tốt mô hình phố ẩm thực an toàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ấn tượng đẹp đối với du khách. Thưa quý vị, viết liễn là một phong tục đẹp của nhà lớn Long Sơn vào mỗi dịp lễ Tết. Phong tục này đã được nhà lớn duy trì hàng trăm năm nay. Nhưng đứng trước dòng chảy khắc nghiệt của thời gian, phong tục viết liễn hiện đang gặp khó trong việc gìn giữ, lưu truyền cho các thế hệ nối tiếp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ông Nguyễn Văn Lan còn gọi là ông Năm Lan và ông Nguyễn Văn Giác còn gọi là ông Ba Giác là những bậc thầy viết liễn ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Hàng năm vào dịp lễ Tết, hai ông thường vào nhà lớn phục vụ việc viết liễn. Và để có thể viết liễn điêu luyện như ngày hôm nay, cả hai ông đều phải chăm chỉ đèn sách ngay từ thuở nhỏ. Nói chung là lúc đó thì tuổi này đó là tuổi còn nhỏ, thì ngày nào cũng đi học hết. Coi như từ mùng 2 cho đến bữa 14 là đi học, qua bữa rằm là lo học cái bài thi. Thì trong cái nửa tháng mà thầy dạy đó, biên thi mà trật một điểm thì đỡ trật 3 điểm, 4 điểm thì bị ăn cay. Ông Năm Lan, ông Ba Giác hiện đã là những bậc cao niên kỳ lão, ở tuổi xưa nay hiếm.
Thế nên nhiệm vụ truyền dạy lại cho con cháu thế hệ sau về phong tục viết liễn phục vụ nhà lớn nhằm lưu giữ lại nét văn hóa truyền thống của cha ông là điều các ông mong muốn kỳ vọng, nhưng cũng là nỗi trăn trở thường trực. Tôi của ba ở đây là cũng học chung một thầy, cũng muốn đào tạo cái lớp sau để có những người truyền kế cho mình để nối gót sau, là có cái tương lai xa ngày sau để nối gót. Nhưng mà bây giờ thấy cái cuộc sống bây giờ là những anh em học là rất là cái khó khăn, còn nhỏ thì đi học chữ Việt ngữ, chứ ít có người mà để ý quan tâm qua cái vấn đề học này. Trăn trở với phong tục viết liễn của nhà lớn, ông Năm Lan, ông Ba Giác đã mở lớp dạy chữ Nho miễn phí cho thanh thiếu niên ngay tại nhà riêng. Lớp học được mở cách đây khoảng 20 năm, lúc đầu có khoảng 20 học trò, nhưng nay chỉ còn lại 5 người còn theo học. Học trò của hai ông đồ già này, nhỏ tuổi nhất đã 36, người lớn tuổi cũng đã ngoài tứ tuần. Hầu hết họ là những người lao động chân tay, trụ cột của gia đình. Gánh nặng mưu sinh không cho phép họ dành toàn tâm toàn ý cho việc học viết liễn. Trong khi đó, những cô cậu bé trong độ tuổi học sinh tại xã Long Sơn hầu như không ai theo học chữ Nho, học viết liễn vì lịch học văn hóa đã dày đặc. Thì bản thân tôi thì rất đam mê chữ vẽ liễn này, mà thấy cũng lo cơm áo gạo tiền cho nên chỉ học thôi, biết vẽ liễn thôi chứ như nghĩa đều rộng ra thì không biết. Lo ngại phong tục viết liễn sẽ bị mai một, nhà lớn Long Sơn đã mở lại lớp học viết liễn ngay trong khuôn viên của nhà lớn. Nhưng từ khi mở cửa cách đây 3 năm, lớp học này vẫn thường xuyên rơi vào cảnh vườn không nhà trống. Âu lo là sợ sau này quý cửu viết liễn mà lớn tuổi rồi già đi, rồi các em kế thừa sau này nó ít quá, rồi không biết nó có bị mai một hay không, thì tôi cũng âu lo dữ lắm. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, từ cuối tháng 10 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn huyện đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 140 đến 150 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm hơn 50 trường hợp so với những tuần trước đó. Đẩy mạnh phòng chống sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với các địa phương của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống. Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các ổ lăng quăng, phun xịt hóa chất diệt muỗi được Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các địa phương thực hiện xuyên suốt. Đến thời điểm này, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết đã có dấu hiệu giảm xuống, nhưng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc vẫn kêu gọi người dân không được chủ quan với bệnh sốt xuất huyết, tích cực chủ động phối hợp cùng với ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết. Theo thống kê của Phòng Y tế huyện, tính từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2018. Hướng đến kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11, lực lượng vũ trang huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật. Đây là hoạt động thường niên của lực lượng vũ trang huyện Xuyên Mộc. Buổi sinh hoạt được tổ chức cũng là cách để Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong việc thực thi công vụ. Tại buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật 2019, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Xuyên Mộc đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Mọi người còn được thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và tình hình Biển Đông thời gian gần đây, cũng như những đối sách của Việt Nam trong việc giải quyết những tranh chấp trên biển và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo, thêm lục địa. Đoàn công tác của tỉnh vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ để nghe báo cáo về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2019. Theo báo cáo của huyện, năm nay công tác trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Đất Đỏ vận động trên 1.000 suất quà trị giá hơn 460 triệu đồng trao tặng trẻ em, mở 6 lớp phổ cập bơi miễn phí cho hơn 200 trẻ, lắp đặt 28 biển cảnh báo ở những nơi có ao hồ, sông suối nhằm phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới được các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện
và đạt nhiều kết quả khả quan. Huyện Đất Đỏ có gần 16.000 trẻ em, chiếm 21,57% dân số, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 1,13%. Để trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình chính sách dành cho trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. Về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, đến nay tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan đảng đoàn thể huyện đạt 54,5%, cơ quan chuyên môn đơn vị sự nghiệp đạt trên 89%, ở các xã thị trấn đạt 75%. Làm việc cho Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, đoàn kiểm tra về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể về phòng chống bạo lực với trẻ em và phụ nữ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tổ chức thực hiện các chương trình hành động vì trẻ em và bình đẳng giới. Thưa quý vị, những năm gần đây, ngành du lịch Côn Đảo phát triển mạnh mẽ, đã kéo theo sự phát triển của các loại hình dịch vụ phục vụ du khách. Trong đó có dịch vụ cano, tàu đò đưa đón khách tham quan tại các đảo nhỏ. Để đảm bảo an toàn cho du khách, ngoài việc siết chặt công tác quản lý phương tiện đưa đón khách du lịch, huyện Côn Đảo cũng tăng cường quản lý việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động của tàu đò du lịch. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ này cũng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch sinh thái biển Côn Đảo. Trên địa bàn huyện Côn Đảo hiện có 32 phương tiện cano, tàu đò, du lịch đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn phục vụ đưa đón du khách tham quan các hòn đảo nhỏ và lặn ngắm san hô. Toàn huyện có 12 bến thủy nội địa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động, trong đó có 2 bến tại đảo chính và 10 bến tại đảo nhỏ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Đồn Biên phòng Côn Đảo, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo và các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng quy chế phối hợp, quản lý về điều kiện hoạt động của các phương tiện tàu đò, cano du lịch. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo cũng yêu cầu các chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường nhằm phát triển các loại hình dịch vụ, giữ gìn cảnh quan môi trường, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách. Phương tiện cano thì là phát triển rất là nhanh về số lượng cũng như về chất lượng. Các địa phương trong kia thì là thủy nội địa, nghĩa là từ huyện này qua huyện khác là trong cái vùng sông nước, còn đi nghĩa của địa bàn Côn Đảo thì là nó có đặc thù là có cái đường biển nên là nối liền từ đảo chính qua các hòn đảo nhỏ, và đây cũng là cái dịch vụ chính của bên chỗ mà du lịch sinh thái của địa phương, mang đặc thù mà hầu hết là các nơi khác là cũng là không có được. Thì riêng bên chỗ mà một số các cơ quan nhà nước huyện Côn Đảo thì cũng quan tâm, cũng đề cao là cần quan tâm để thắt chặt lại những cái quản lý nhà nước để đảm bảo là làm sao an toàn cho du khách ngoài đây. Những năm trở lại đây thì vấn đề mặc áo phao, rồi xuất nhập bến của các phương tiện đều được các cơ quan đều quan tâm, kiểm soát. Và đặc biệt là hiện tại là cũng đang hướng tới làm sao được là thứ nhất là bên chỗ mà cái kiểm soát được là cái các cơ sở hạ tầng về các bến cảng. Hầu hết các loại cano du lịch tại huyện Côn Đảo đều là các phương tiện hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài nên không gây rò rỉ xăng dầu hay thải nhiều khí nguy hại ra môi trường trong quá trình hoạt động. Ngoài việc chấp hành nghiêm quy định xin giấy phép xuất nhập bến, đăng ký số lượng khách đi trên cano, trang bị đầy đủ áo phao cứu sinh cho du khách, nhiều chủ phương tiện đã có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường sinh thái như thả neo tránh xa các khu vực có rạn san hô, những khu vực có sự đa dạng sinh học, tiến hành thu gom rác thải do khách du lịch để lại trên cano đưa về nơi tập kết đúng quy định. Bên em thì cũng nói cho khách biết là bảo vệ môi trường, là không xả rác xuống dưới biển. Thì trên cano tụi em là có đầy đủ thùng rác, khách ăn uống xong thì bỏ vô thùng rác này kia trên cano. Phương tiện thì trước khi xuống bơi thì bên phương tiện em cũng nói khách ở đây là san hô, là tất cả trên huyện Côn Đảo này là bảo tồn. Thì nói khách là không được bẻ hay là làm san hô này kia chết hay là một cái như thế này thế nào. Đó là bắt đầu tụi em chấp hành thì bắt khách bận áo phao. Rồi tụi em thì ngồi trên bắt đầu là quan sát cho khách bơi. Bơi xong thì tụi em sẽ đưa khách đi lên.
Đây là những hình ảnh được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội trong năm 2018. Đó là hình ảnh ghi lại cảnh một chú rùa mẹ lên bờ đẻ trứng khi thủy triều xuống bị mắc kẹt trên bờ. Phát hiện sự việc, một số chủ cano và tài công đã cùng nhau đưa chú rùa quý hiếm trở về với đại dương. Một hình ảnh đẹp về ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường của những người kinh doanh dịch vụ du lịch tại Côn Đảo đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực của cộng đồng mạng. Côn Đảo đang thu hút du khách bởi những vẻ đẹp sinh thái tự nhiên, những đặc trưng vốn có. Thế nên bảo vệ, gìn giữ nó cũng là bảo vệ nguồn sống cho chính mình. Do đó, không chỉ tự giác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, mà trong quá trình kinh doanh, các chủ phương tiện cano du lịch còn tuyên truyền du khách không xả rác thải, chất thải ra biển, không làm hư hại cảnh quan dưới đáy biển khi lặn ngắm san hô. Bên cạnh những phương tiện cano du lịch hiện đại, hiện nay trên địa bàn huyện Côn Đảo vẫn còn tồn tại một số phương tiện công suất nhỏ do người dân tự đóng và đưa vào hoạt động, chưa có đăng ký đăng kiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như công tác bảo vệ môi trường biển, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đang thống kê, sau đó phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai phương án quản lý đối với các phương tiện này. Song song với việc nâng cao ý thức của các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan Côn Đảo xanh, sạch, đẹp, văn minh, huyện Côn Đảo cũng chú trọng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường cho du khách đến với đảo Ngọc nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở thành trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển du lịch sinh thái bền vững. Thưa quý vị, thời kỳ khai mở đất phương Nam, Bà Rịa Vũng Tàu được giới sử học nhận định là vùng địa đầu. Dấu tích nơi địa đầu vẫn còn lưu giữ qua nhiều ngôi chùa, đình, đền, miếu thờ. Nhiều ngôi đình làng đang tồn tại chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử rất riêng và quan trọng. Đó là sự gắn bó với lịch sử hình thành, sinh sống của cư dân trong tiến trình bảo vệ, giữ gìn bờ cõi. Theo thống kê, tại Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 20 đình làng tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và các huyện Long Điền, Đất Đỏ. Kiến trúc đình làng ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng giống với kiến trúc đình Nam Bộ. Ngôi đình thường được cất ở những gò đất cao ráo, địa thế đẹp, gần chợ, thuận tiện giao thông. Cấu trúc theo kiểu nhà rường, tứ trụ. Mở rộng ra bốn phía bằng bộ kèo đâm và kèo quyết đều nhau chuông dứt. Mái đình lợp ngói âm dương. Trên nóc thường gắn những hình sành tráng men màu với các đề tài như lưỡng long tranh châu, chim phượng ngậm cuốn thư, lân mẹ dạy lân con, cá hóa lông. Bố cục của một ngôi đình ở địa phương gồm ngôi tiền hiền, chánh điện, võ ca, miếu ngũ hành, miếu ông hổ, miếu thần nông. Diện mạo thần linh trong đình làng ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng phong phú do sự tiếp nhận văn hóa các dân tộc Hoa, Chăm, Châu Ro, nhưng chủ yếu là thờ phụng những người có công khai phá vùng đất, tạo dựng cơ nghiệp cho dân làng. Đình thần Hắc Lăng ở xã Tam Phước, huyện Long Điền do người dân địa phương tạo lập từ năm 1847, thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, quận công Châu Văn Tiếp và quận công Nguyễn Diên. Hai vị quan từng đến làng giúp dân giữ yên cuộc sống. Tên làng bấy giờ được gọi là Hắc Lăng, xuất phát từ nghề dệt nhuộm do quận công Nguyễn Diên hướng dẫn tạo điều kiện, nên một thời gian dài, nghề dệt nhuộm đã giúp làng Hắc Lăng phát triển trụ phú. Đến nay, đình thần Hắc Lăng vẫn còn lưu giữ các sắc chỉ, sắc phong, bộ võ phục, chiếc ngai của quận công Châu Giang Tiếp và quận công Nguyễn Diên, cùng tấm hoành phi sơn son thép vàng, chạm bốn chữ quận công Lâm Thao. Đình thần Long Điền tọa lạc ở khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Đình nằm trên gò đất cao, có quần thể kiến trúc gỗ chạm khắc nghệ thuật độc đáo, công phu, hợp thành chữ đinh với cổng tam quan, nhà võ ca, chánh điện, nhà hậu, nhà tiên, thờ phụng các bậc tiền hiền, hậu hiền ở nhiều giai đoạn lịch sử. Nhưng đến nay, đình vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ kính, nét đặc trưng của đình làng Nam Bộ. Trong quần thể, đình thần Long Điền còn có một đoạn tường thành cổ phía sau thể hiện lối kiến trúc thành lũy của người xưa. Đình cũng được bao bọc bởi 169 cây cổ thụ hơn 150 năm tuổi như sao, giáng hương, dầu, xà cừ, tạo thêm vẻ yên tĩnh và linh thiêng cho đình. Thì bây giờ cái đình này là xây dựng vào khoảng 1845, lâu đời lắm. Thì như vậy cái đình này ngày xưa thì khi mà người dân ở ngoài đàng ngoại vào đây khai sơn phá thạch, rồi khi ổn định cuộc sống rồi bà con mới chung sức chung lòng
để xây dựng cái ngôi đình này lên, để cái nơi để mà tạo cái niềm tin để nó mà nguyện cầu khấn vái để cho được mùa màng được sinh tươi tốt đẹp. Hàng năm các đình làng đều tổ chức lễ cầu an diễn ra từ tháng Giêng đến hết tháng 2 âm lịch. Đặc biệt có một số đình trong ngày lễ thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 còn được nhân dân địa phương tổ chức long trọng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là ngày hội để nhân dân bày tỏ lòng tôn kính, tri ân các bậc tiền nhân đã có công mở mang bờ cõi, giúp nhân dân sinh cơ, lập nghiệp. Thì ở đây thì mỗi năm thì mỗi cúng là một cái rằm tháng Giêng, cúng là để trả lời cho cái ngôi Tam Bảo là để làm chay. Là mỗi năm năm nào cũng phải cúng vậy, cũng như cái lợi của bà, rồi lợi của bên ngôi Tam Bảo, rồi bên Vinh Ông. Đình làng cũng là một trong những thiết chế quan trọng trong hệ thống di tích tại Bà Rịa Vũng Tàu. Việc nghiên cứu về lịch sử hình thành, kiến trúc nghệ thuật, lễ hội truyền thống, các đối tượng thờ phụng, hiện vật, các văn hóa trang trí tại đình làng là việc làm cấp thiết nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của địa phương. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.